Vì sao Ngọc Sơn chưa bị cơ quan chức năng sờ gãy? Ngay sau khi clip xét của ông vua nhạc sến được tung lên mạng, cư dân mạng trong đó có cả fan hâm mộ Ngọc Sơn đã lên tiếng thất vọng về anh chàng. Đặc biệt khi có thông tin cho rằng đoạn chat xét đó được Ngọc Sơn cố tình thực hiện và tung ra để gây sự chú ý của công luận, thì hầu hết những ai nhắc tới Ngọc Sơn đều nghĩ nam ca sĩ này có vấn đề về thần kinh. Nhưng có một điều mà không chỉ Duy Mạnh, một người bạn nghề, một fan hâm mộ của Ngọc Sơn phải tắc mắc, là nếu đúng là Ngọc Sơn tự thực hiện và tung clip xét đó để làm dư luận chú ý, thì tại sao đến giờ vẫn chưa bị các cơ quan quản lý văn hóa sờ gáy? Khi chúng tôi hỏi ý kiến Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Lê Ngọc Cương, ông cho biết chuyện quản lý ca sĩ Ngọc Sơn thuộc về Sở Văn hóa Thể thao Du lịch thành phố Hồ Chí Minh. Còn khi hỏi ông Võ Trọng Nam, trưởng phòng quản lý nghệ thuật biểu diễn của sở này thì ông cho hay Sở Văn hóa Thể thao Du lịch thành phố chỉ quản lý hoạt động biểu diễn của các nghệ sĩ cụ thể là với ngọc sơn một ca sĩ hoạt động tự do anh ta sẽ bị kiểm soát khi tham gia trực tiếp vào một sự kiện nào đó mà thành phố quản lý còn những việc làm trái với đạo lý thuần phong mỹ tục việt nam thì sở không có quyền ra tay khi chưa có công văn từ bộ văn hóa thể thao du lịch hay công văn từ cục nghệ thuật biểu diễn VTC News cũng đã gọi điện cho nghệ sĩ nhân dân Lê Tiến Thọ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, ông cho biết, việc quản lý theo dõi các hoạt động của văn nghệ sĩ, nhất là những hoạt động trên mạng, sẽ do Công an Văn hóa và Thanh tra Văn hóa báo cáo. Khi đã xác định rõ vụ việc, chúng tôi sẽ có quyết định.